Chào mọi người, mình Vĩnh Ký của mọi người đây. Thì chủ đề ngày hôm nay hả? Thì video ngày hôm nay chủ yếu là về đọc học. Nói không hẳn là đọc học nữa, mà là khui cái này. Thì dạo trước mình đã nói với mấy bạn là mình có tham gia một cái cuộc thi chạy online mà. Thì hôm nay thì huy chương đã được gửi về rồi đó. Mình rất là tò mò luôn. Cầm những còn chắc tay nè. Hồi sáng gửi là mình muốn mở ra liền rồi, nhưng mà mình phải giữ lại để khui luôn trong clip. Thì trước khi khui em nó thì mình sẽ thuật lại cái cách mình tham gia cuộc thi chạy, cũng như là quá trình đó gian nan như thế nào ha. Thú thật thì lúc đầu mình không có ý định tham gia cái cuộc thi đó đâu. Vì nội dung của cuộc thi là trong vòng 15 ngày phải chạy đủ 50 cây số. Nhưng mà vào cái thời điểm mà mình thấy cái cuộc thi đó thì thời hạn chỉ còn là 10 ngày. Trong 10 ngày đó bạn phải hoàn thành 50 cây số. Mình nghĩ nếu mà 10 ngày thì suy ra một ngày phải chạy 5 cây số. Là nhưng mà lỡ có những cái ngày mình bị kẹt hoặc là những cái ngày trời mưa thì sao? Sẽ không chạy kịp. Nên là mình nghĩ thôi chứ không tham gia đâu. Cái mình có đi tập ngoài công viên với thằng bạn, rồi mình cũng nói sơ sơ cái cuộc thi này cho bạn nó nghe. Sau khi bạn nó coi xong thông tin, bạn nó nói là đăng ký không ký, tao với mày đăng ký chung. Mình lúc đó mình nghĩ là cũng tốt, tại vì tuổi trẻ của mình cũng phải có cái gì để ghi dấu lại, cũng như là cuộc đời mình cũng chưa được có huy chương nào hết, thì nếu mà hoàn thành được, ít ra mình cũng lấy được một cái gì đó làm niềm tự hào, hoặc là có cái huy chương để mà về sau có thể khoe lại với con cháu. Thế là cũng đăng ký luôn. 8 ngày chạy đó là 8 ngày chạy cực lực luôn, ngày nào cũng chạy luôn. Đây là video mình ghi lại cảm giác ngày đầu tiên mới bắt đầu chạy nè. Ừ thì mệt thì cũng có mệt đó. Chân thì sưng phọt lên hết rồi. Nhưng mà biết sao giờ, phải ráng thôi. Có huy chương đó, mình nhất định phải dành cho bằng được. Có thể là hơi bị mâu thuẫn so với clip, nhưng mà mình cũng đã nói trong clip rồi, cái gì cũng sẽ có mặt tốt của nó. Nó sẽ tạo thêm cho mình động lực. Nói chung là gan ráng lên. Chạy đủ cái số km mà mình yêu cầu, mình đặt ra thì mới được nghỉ. Còn không thì lết cũng phải lết cho tới. Lại buổi tối, mọi thứ thì là đáng sợ. Cái chỗ mình tập ấy, chướng ngại vật tùm lum luôn. Có mấy cái hố nữa chứ. Hồi nãy đạp mấy cái hố rồi xém chột chân rồi đó. Rồi còn có mấy con chó chỗ tập nữa, như bị điên ấy. Chạy gần là sủa, chẳng biết khi nào là dí mình. Nhiều khi tạo thêm động lực nếu mình chạy nhanh hơn thì có. Mà nhiều chỗ tối thui không có đèn, sợ gần chết. Trong cái cuộc chạy đó thì thứ nhất, cũng như mình đã đề cập tới ở clip trước, là mình đã phá vỡ kỷ lục của bản thân là chạy 10 km. Bình thường thì mình chạy 5-6 cây số thôi là mình cũng kiểu mà làm biếng rồi. Nhưng mà hôm đó thì mình quyết định là phải chạy 10 km, chạy để mà lấy cái đó làm niềm tự hào của bản thân. Cái thứ hai là hả? À, cái thứ hai cũng là vào một hôm trời mưa như ngày hôm nay nè. Cái mình nghĩ phải chạy phải hoàn thành thôi, tại vì cái ngày hôm đó là ngày cuối cùng, nếu mà hoàn thành ngày hôm đó luôn là sẽ được huy chương. Thế là ngày hôm đó dù trời mưa, hơn là trời mưa nhỏ, trời mưa râm râm thôi, thì mình vẫn cứ chạy. Mình choàng thêm một cái áo khoác dù với lại bận áo mưa dày để mà chạy những người vòng vòng ở cái khung viên mình chạy. Cũng nhìn mình quá trời luôn, thì mình cũng mặc kệ thôi. Trong đầu mình lúc đó chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, cầm được cái huy chương là mừng thấy bà rồi. Đó là kết thúc hành trình chạy của mình. Còn bây giờ thì khui quà thôi. Mình chờ cái giây phút này mấy tháng rồi. Cầm gốc quay nào mà khui để mọi người thấy ta. Tiếng xé cũng nghe đã thực sự. Để mình chuyển gốc để mọi người nhìn cho kỹ hơn nha. Để mình có coi mấy cái mà review sản phẩm đồ người ta thường làm vậy nè, chuyên nghiệp lắm nè. Không thấy gì hết hả? Cái lượt mình làm thấy nó phèo phèo làm sao ấy. Mình tưởng
cái huy chương này nó nhỏ chứ cầm lên cũng chắc tay quá ấy chứ. Trời ơi nhìn sang quá à. Cái huy chương đầu tiên mà mình giành được trong cuộc đời luôn đó cả nhà. Bây giờ mình thử đeo vô nha. Ôi, đeo muốn rớt cái cổ xuống. Đây này, đúng rồi. Ôi, bây giờ mới làm được kiểu review chuyên nghiệp hơn xíu này. Thì trong nửa năm đầu, những việc mà làm mình tự hào. Cái thứ nhất là mình làm YouTube. Cái thứ hai là mình đã tham gia được một cái cuộc thi chạy như thế này. Thú thật với mọi người là mình rất là nhát tham gia những cái cuộc thi thể thao mặc dù mình rất là thích thể thao. Và điều thứ ba đó là mình đã chạy được 10 km không nghỉ. Thì video ngày hôm nay tới đây như đó là chủ yếu là để mình khui cái huy chương này thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết video của mình nha. Mặc dù video này thì không có sẵn content kỹ nhưng mà khoe được khoe hoài luôn nè. Mình hy vọng là trong tương lai mình sẽ có nhiều video về kiểu như vậy nữa. Mình cảm ơn mọi người. Bye bye.